Môn thể thao nào mà bạn yêu thích nhất là con vật nào bạn yêu thích nhất là what animal do you like? Ủa sao không rồi, nghe? Tiếp nha. Bạn giỏi môn thể thao nào nhất? What sport are you good at? Rồi được chưa? Rồi cô. Rồi. Tôi giỏi môn bơi lội nhất. I good at swimming. Không mà đẹp ba các mày. Chị chạy chạy như vì ma của em. Rồi được chưa? Rồi cô. Tiếp nha. Ai là người già nhất trong gia đình của bạn? What? Who? Đọc nha. Who is the? Who is the? Who is the youngest? Who is the youngest in your family? Rồi, có bao nhiêu người trong lớp của bạn? Who is the how many people in your class? How many people are there in your class? Rồi được chưa? Rồi cô. Rồi. Bạn. Bạn đi dạo thường xuyên như thế nào? Who? Nhanh nha, nhanh nha. What often do you go? What often do you go? Rồi trả lời là một lần một tuần. How old are you? How old is your mom? Rồi cô. She is